Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái mẹo rất là hay. Đó là mẹo sửa ống nước mà nó bị rỉ ngay vị trí ví dụ là cái khóa hoặc là cái mối nối các bạn. Và trường hợp này mình cũng được rất nhiều bạn hỏi từ lâu rồi, thì hôm nay mình mới có dịp để chia sẻ với bạn. Trong trường hợp này mình đã gắn ống và cố tình để cho nó rỉ một góc ngay chỗ cái nối này. Tất nhiên mình vẫn khuyến khích các bạn là nên cắt cái nối ra để thay khi mà sửa chữa. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp nó vị trí đó nó khó cắt ha, hoặc là nếu mà cắt ra nó sẽ ảnh hưởng cả một hệ thống khác rất vất vả nha, hoặc là bị rất nhiều vấn đề khác. Thì với cách sửa mình không cần, cứ để nguyên như vậy và sửa luôn hết rỉ luôn nhé các bạn, rất hay nha. Ok, đây mình sẽ test các bạn cái ống này nó rỉ nha, rồi mình sẽ sửa trên cái ống đó luôn. Đấy các bạn, mình đã rắp ống nước vào và nó bị rỉ thế này. Mình cố tình làm cho nó rỉ đó, mặc dù mình đã gắn keo nha các bạn, keo rất là chắc nha. Thì để sửa được thì các bạn phải quan sát xem nó rỉ ngay vị trí nào nha các bạn, thì mình sẽ đánh dấu và sửa ngay tại vị trí đó nha. Ok, ví dụ chỗ này nó rỉ ngay đây, ví dụ như cái ống này nó rỉ ngay đây nha. Đó, với mức rỉ này thì rất là mạnh nha các bạn, đó đủ là thấm tường hư tường này kia nha. Ok, thì mình sẽ sửa như thế này. Các bạn sẽ khóa nước lại nha, khóa nước lại. Mình đang để ống nước bình thường như vậy, khóa nước. Rồi, các bạn chờ cho nó hết rỉ đi và lau cho nó khô nha. Trong thời gian chờ nó khô và hết rỉ các bạn, thì các bạn sẽ lấy một cái nối cùng loại nha. Ví dụ đây là ống 27 thì các bạn sẽ lấy nối 27, ống 21 lấy nối 21, ống 34 lấy ống lấy nối 34 nha. Rồi, các bạn sẽ cắt một khúc khoảng tầm 3 phân. Mình không có nối cho mình dùng co nha. Cũng được, không sao. Đấy. Và các bạn chú ý, cái phần này các bạn phải cắt và mài lại cho nó thiệt phẳng nha, càng phẳng càng tốt nha. Đó, mài nó phẳng thế này các bạn, thấy không, rất là phẳng. Và để kiểm tra được cái độ phẳng á, thì các bạn sẽ ốp cái phần mà các bạn mới mài vào một cái co hoặc cái nối cùng loại nha, thì các bạn kiểm tra thấy nó kín thế này là mới được, càng kín càng tốt nhá. Đó, nó không có một khe hở nào hết nha các bạn. Ok, rồi mình sẽ cắt đi 1/3 nha. Ok, thì các bạn sẽ cắt lấy 1/3 thế này. Và cái miếng này các bạn cũng phải giữ lại nha, đừng có vất nha các bạn. Các bạn sẽ lấy tiếp một cái đoạn ống 34 nha. Ống 27 thì cái 34 này nó sẽ bằng bên ngoài cái nối ống 27 nha. Cắt một đoạn khoảng tầm 5-7 cm gì đó. Rồi, các bạn tiếp tục cắt đi 1/3 nha. Rồi, cái phần này các bạn sẽ cắt xiên một xíu nha, đừng cắt thẳng nhé các bạn, nó xiên này, bên này nó cũng xiên này, đó nha, không có cắt thẳng xuống nha, cắt xiên. Và cái miếng này các bạn cũng giữ lại nha. Đây nhé các bạn, cái vòi đang rỉ nha. Rồi, mình sẽ khóa lại, mình lau khô và sửa ngay tại vị trí này luôn cho các bạn xem nha. Khi mà nó khô rồi thì các bạn sẽ bôi keo nha. Ok, bôi nhiều nhiều xíu nha các bạn. Hai cái miếng mà của nối lúc này á, mình cắt ra các bạn, thì cái phần mà các bạn cắt mà các bạn mài á, thì các bạn sẽ úp vào trong nha. Rồi, mình sẽ bôi keo luôn. Các bạn không làm ngược lại nha, làm ngược lại là nó sẽ bị rỉ. Đó, làm theo đúng mình chia sẻ. Rồi, lúc này là nó bị rỉ trên này, thì các bạn sẽ úp làm sao cái tâm nó ngay giữa ở cái này nha. Đây, đấy, ốp cho kín vào. Rồi, phần còn lại các bạn cũng ốp luôn. Rồi, nhớ lau keo sạch sẽ. Tiếp tục, cái phần mà ống 34 các bạn mới cắt lúc nãy á, mình cùng bôi keo bên ngoài này. Bôi keo tiếp lần nữa, cứ bôi nhiều lên nha. Đấy, các bạn bôi keo nha. Lúc này là nó rỉ vào chỗ vị trí này này, thì mình úp này lên rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ úp lên tiếp nha. Úp lên tiếp. Đó, dính rất là chắc. Miếng còn lại lúc này cũng bôi keo luôn. Rồi, các bạn sẽ gắn bên dưới.
các bạn ốp làm sao á mà các cái mối nối với nhau nha thì nó sẽ không có trùng nhau nhé các bạn. Rồi các bạn nên dùng siết cột dê để siết lại và để cố định luôn nha, còn mình không có ha, chỉ chia sẻ cái phương pháp thôi. Rồi ok, mình sẽ gỡ này ra luôn, keo đã khô rồi đấy. Rồi mở nước bạn xem nha, thoải mái không có rỉ nha, tuyệt vời. Đây các bạn xem cái mối nối, đây mối nối này các bạn, nó kín lại như vậy nha. Mình đang mở nước đó và nó khô rang luôn, thấy chưa, nó không chạy mặc dù nước đang rỉ này, là các bạn biết là đang có nước ha.